Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và chào mừng quý vị đến với chương trình Bạn Có Biết của chúng ta ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị một khuôn mặt rất là quen thuộc của chúng ta tại San Diego, đó là huynh trưởng Tâm Định Nguyễn Xuân Hiệp. Và ngày hôm nay anh sẽ cùng lên đây để gặp gỡ quý vị và thư chuyện với quý vị với những cái thông tin rất là cần thiết trong đời sống của chúng ta. Trước nhất, chào anh Hiệp. Dạ, chào chị. Hiệp cũng xin gửi lời chào rất chân thành đến với tất cả quý khán thính giả của đài VNTV. Dạ, chào chị. Vâng, thưa quý vị cũng biết là anh huynh trưởng Tâm Định Nguyễn Xuân Hiệp, thời gian gần đây thì anh rất là nhiệt tình với những cái sinh hoạt trong lĩnh vực gia đình Phật tử. Bên cạnh đó là quý vị cũng có, Vân Anh biết là quý vị cũng đã xem những cái livestream video của anh, không những là anh nói chuyện về tình hình sinh hoạt giới hạn trong gia đình Phật tử không, mà liên quan đến tình hình đất nước, liên quan đến đời sống chung quanh chúng ta, mà nó rất là thực tế, phải không? Cái điều gì mà làm cho Hiệp làm được cái những cái video mà, thưa quý vị, cá nhân Vân Anh khi mà xem những cái video của Hiệp thì phải nói là rất là chạm vào trái tim của mình. Tại vì mỗi khi mà Hiệp nói, đó là Hiệp nói với tất cả những cái tấm lòng của Hiệp, và Hiệp đưa ra những cái dự kiện, những cái phát mà nó rất là hay, thưa quý vị. Dạ, cảm ơn chị. Thưa quý vị, thì Hiệp làm những cái video, những cái livestream đó thì nó cũng là tự trung là qua những cái kinh nghiệm bản thân là nhiều. Thì cá nhân em thì cũng đã coi như là lớn lên tại Việt Nam, đến Mỹ thì cũng còn trẻ, nhưng mà em sinh hoạt gia đình Phật tử từ nhỏ. Wow. Và tất cả những cái công tác của xã hội, của đất nước Mỹ hay Việt Nam thì em cũng có theo dõi. Tại vì dạy cho các em trẻ ở đây biết được cái cội nguồn của mình, thì cũng phải biết được những cái hiện tình đất nước. Chúng ta không thể nào bỏ quên qua được rằng là chúng ta ở Mỹ và những chuyện ở Việt Nam không dính dáng với chúng ta. Và chúng ta lại càng không thể nào nói rằng là chúng ta là người Việt Nam, chỉ sống ở Mỹ là quê thứ nhì mà thôi. Và những chuyện xảy ra tại Mỹ là việc của các người, của người Mỹ trắng, người Mỹ đen, người sắc tộc này, sắc tộc kia, nhưng mà không phải của chúng ta. Thì cái đó cũng không được. Yeah. Vâng, rất là hay, thưa quý vị. Và bên anh mong rằng sẽ có thêm nhiều anh Hiệp nữa sẽ có cái sự quan tâm đến hiện tình đất nước của chúng ta tại quê nhà, những cái sinh hoạt tại Hoa Kỳ là quê hương thứ hai của chúng ta, cũng như là những cái sinh hoạt tại địa phương San Diego của chúng ta. Thưa quý vị, trở lại với sinh hoạt của gia đình Phật tử tại San Diego, Vân Anh không phải là huynh trưởng của gia đình Phật tử, tuy nhiên trong suốt 28 năm sống tại San Diego thì Vân Anh có cơ duyên sinh hoạt rất là nhiều với các chị, anh chị em huynh trưởng của các gia đình Phật tử tại San Diego, cũng như là các em đoàn sinh. Thì Hiệp có thể cho quý vị khán giả cũng được biết là tại San Diego của chúng ta thì có bao nhiêu gia đình Phật tử? Dạ, tại San Diego chúng ta có 4 đơn vị. Đơn vị được thành lập sớm nhất tại San Diego là đơn vị Hướng Thiện, hiện đang sinh hoạt tại chùa Vạn Hạnh. Vạn Hạnh ở San Diego. Wow, vậy dạ. Mà Hướng Thiện là đầu tiên hả anh? Dạ, Hướng Thiện là đầu tiên. Hướng Thiện hay là một quá. Trong 3 đơn vị đầu tiên ở tại Mỹ. Dạ. Dạ. Thì cái đơn vị đầu tiên là Cụ Kim Sơn, nếu em nhớ không lầm. Đơn vị thứ nhì là Huệ Quang và Long Hoa ở tại Los Angeles. Và đơn vị thứ ba là đơn vị Hướng Thiện tại San Diego. Wow. Dạ. Thì tại đây cũng còn 3 đơn vị khác nữa, là đơn vị Chánh Kiến sinh hoạt tại chùa Như Lai Thiền Tự, đơn vị Hoa Nghiêm sinh hoạt tại chùa Phật Đà, và đơn vị Viên Quang sinh hoạt tại San Marcos. Dạ. Dạ. Và 4 đơn vị của chúng ta thì sinh hoạt thường xuyên, phải không anh? Dạ, đơn vị gia đình Phật tử, các đơn vị đều sinh hoạt, một là thứ Bảy, hai là Chủ nhật. Đại đa số, hơn 90% các đơn vị tại Hoa Kỳ sinh hoạt vào ngày Chủ nhật. Dạ, thường thường cái giờ sinh hoạt là từ 9 giờ cho đến 1 giờ, và nhiều khi cũng có một chút sẽ thay đổi. Ví dụ đơn vị của em đang sinh hoạt thì sinh hoạt từ 10 giờ đến 2 giờ. Dạ. Anh có thể cho quý vị khán giả được biết là gia đình Phật tử là như thế nào, và những cái sinh hoạt thường xuyên cũng như cái mục đích của gia đình Phật tử và cái độ tuổi như thế nào thì được tham gia? Dạ, mục đích của gia đình Phật tử thì được ghi rất là rõ ràng ở trong trong nội quy của gia đình Phật tử, là đào tạo thanh thiếu đồng niên trở thành Phật tử chân chánh, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo. Thì cái gia đình Phật tử được thành lập ở trong cái bối cảnh thời đất nước đang loạn lạc. Thì quý chư tôn đức cũng giống như là các Phật tử thuần thành thời đó, những nhà tri thức thấy được rằng là cái tương lai là nằm trong tuổi trẻ.
Cho nên để mà đào tạo một thế hệ kế thừa thì họ đã thành lập gia đình Phật tử ở trong cái bối cảnh năm thập niên 50. Thì đến bây giờ gia đình Phật tử đã có mặt tại các nơi ở trên toàn thế giới. Thì chỉ có ngoại trừ là ở Bắc Cực là chưa có thôi. Châu Phi thật sự là bây giờ cũng đang có một hoạt động để mà tự vì chùa Việt Nam của mình tại Châu Phi có. Cho nên là cũng đang triển khai ở bên đó thưa chị. Thì tại Hoa Kỳ thì các hoạt động gia đình Phật tử vẫn tiếp diễn sau khi người Việt của chúng ta đã ly hương năm 75. Thì ngay sau đó thì gia đình Phật tử đã coi như là tiếp tục sinh hoạt từ thời điểm đó cho đến bây giờ. Hiện nay tại miền Quảng Đức, tức là miền miền Nam Cali đó chị, thì là gia đình Phật tử có trên dưới hơn 2.000 đoàn sinh. Wow. Và đoàn sinh và huynh trưởng thì ở trong cái hệ thống sinh hoạt mà em đang sinh hoạt thì là đã có hơn 1.000 đoàn sinh và huynh trưởng. Wow, thưa quý vị, rất là hay thưa quý vị, những cái sinh hoạt của gia đình Phật tử ngay tại Hoa Kỳ này, mà quý vị thấy là khi mà các em sinh ra và lớn lên và các em vẫn duy trì cái sinh hoạt này thì là một cái điều rất là quý. Và để duy trì được điều đó thì Vân Anh biết rằng đó là một cái sự hy sinh rất là lớn của các anh chị huynh trưởng, và trong đó có huynh trưởng Tâm Định Nguyễn Xuân Hiệp của chúng ta. Anh Hiệp nghĩ rằng với các em sinh hoạt trong gia đình Phật tử tại Hoa Kỳ thì những cái sinh hoạt đó có giúp cho các em khi mà các em trưởng thành bước vào đời không anh? Câu hỏi của chị rất là chính xác mà cũng rất là xác đáng. Cá nhân của em nếu như không nhờ gia đình Phật tử thì chắc chắn là không có được ngày hôm nay. Nhiều cái kỹ năng mà em học được ở trong gia đình Phật tử là kỹ năng mà ngày hôm nay em vẫn còn dùng. Ví dụ như cái đơn giản ví như thắt cúc. Thắt cúc là một trong 7 bộ môn của sinh hoạt dã ngoại hoạt động thanh niên mà trong gia đình Phật tử có. Thì chỉ đơn giản là khi em làm ở cầu Kono đó, thì ở dưới cái bụng của cái cầu nó có một cái hệ thống, nó kêu là traveler, nó chạy tới chạy lui để mà lúc mà sửa cái cầu để mà trị địa chấn. Thì từ dưới đó đi lên trên cái có một cái catwalk, một cái đường đi ở ngay phía dưới cái bụng cầu. Thì nó hai cái đường nó đối với nhau 90 độ như vậy. Thì để mà từ dưới cái traveler đi lên á thì phải có cái cầu thang. Thì lúc đó em chỉ mới có 19 tuổi thôi mà bắt đầu đi ra làm ngoài professional thì rất là lo. Đã. Nhưng mà chỉ cái đơn giản là cột cái thang vô trong cái thành cầu thôi. Thì cái người kỹ sư á, là họ đã nói ủa chứ em học cái này được ở đâu. Mà người ta là người Mỹ, người ta hỏi bằng tiếng Anh, nó không học này được ở đâu. Thì em mới nói là ô em học được ở trong ở gia đình Phật tử. Thì lúc đó họ mới nói ôi vậy thì gia đình Phật tử nó như thế nào. Thì em nói nó rất là giống như là scout, tức là giống bên hướng đạo, tuy nhiên chúng ta có tập trung thêm những lĩnh vực khác nữa để mà cho các huynh trưởng, các đoàn sinh học hỏi và hiểu biết thêm, không phải chỉ về scout mà về coi như là văn hóa người Việt của mình, văn hóa nước Việt Nam, và kể luôn về giáo lý Phật giáo. Vâng, rất là hay thưa quý vị, con em của chúng ta mà gia nhập gia đình Phật tử thì các em sẽ có cái kỹ năng survival, tức là kỹ năng khi mà mưu sinh, chúng ta ở trong bất cứ một cái trường hợp nào cũng có thể sinh tồn được. Và quý vị thấy là anh Hiệp có nói đó là bên cạnh đó các em cũng được nuôi dưỡng cái lòng từ tâm cũng như là hiểu qua về giáo lý của Phật Đà. Nhưng mà Vân Anh được biết là không phải chỉ tụ trung trong những cái sinh hoạt của trong nhà chùa của chúng ta, mà lúc nào cũng hướng dẫn cho các em có một cái tinh thần phụng sự, phải không anh? Dạ đúng. Thì gia đình Phật tử về điều hành đó thưa chị, thì ở một cái tầng cao hơn một tí xíu, thì về cơ cấu điều hành nó chia làm 3 khối: khối nghiên cứu huấn luyện, khối quản trị điều hành và khối truyền thống xã hội. Thì ba khối đó được hướng dẫn bởi ba người trưởng, phó trưởng ban, và trên đó có trưởng ban. Thì như đó là cho mình thấy rằng là khi mà chia ra ba khối như vậy, tại sao có những cái tên gọi không phải là để là đao to búa lớn, nhưng mà thật sự nó là như vậy. Khi mà quản trị điều hành thì tức là mình phải quản trị tất cả những hoạt động ở trong miền của 1.000 huynh trưởng và đoàn sinh, và điều hành 1.000 huynh trưởng và đoàn sinh đó. Nhưng mà bên đó có truyền thống xã hội, thì tất cả những việc liên quan tới truyền thống, tất cả những vấn đề liên quan đến an sinh xã hội của phụ huynh, của đoàn sinh, của huynh trưởng, của cựu huynh trưởng đoàn sinh đều phải được theo dõi. Và bên cạnh đó cũng có một cái cơ cấu để mà ngồi nghiên cứu, là nghiên cứu và huấn luyện. Thì như vậy đã cho chúng ta thấy được rằng là cái cấu trúc của gia đình Phật tử nó rất là chặt chẽ, và để đáp ứng được nhu cầu của tất cả các lứa tuổi cũng như tất cả các anh chị huynh trưởng và đoàn sinh. Rất là hay thưa quý vị, vừa rồi thì anh huynh trưởng Tâm Định Nguyễn Xuân Hiệp vừa mới
chia sẻ với quý vị về cái cơ cấu cũng như là những sinh hoạt của gia đình Phật tử tại hải ngoại cũng như là tại San Diego của chúng ta. Và thưa quý vị, trong những ngày qua thì Vân Anh được biết là sắp tới gia đình Phật tử tại miền Nam California sẽ có một cái chương trình rất là đặc biệt và lần đầu tiên được tổ chức, được sự bảo trợ bởi gia đình Phật tử miền Quảng Đức, phải không anh? Dạ, thì ngày hôm nay anh có thể cho quý vị khán giả được biết chi tiết về chương trình này. Dạ, dạ. Thì chương trình này của tụi em là cũng được cái sự hỗ trợ của ban dẫn miền Quảng Đức, được thử nghiệm qua sự approval của ban dẫn Hoa Kỳ. Dạ, và được rất là nhiều anh chị em huynh trưởng đã thành công để mà họ hỗ trợ. Thì cái chương trình này nó có được là tự vì tụi em thấy rằng là tất cả những huynh trưởng đoàn sinh đi trước qua nhiều cái ngành nghề khác nhau, họ đã thành công được rất là nhiều. Nhưng mà để mà có một cái sự nối tiếp giữa những anh chị huynh trưởng thành công đó với lại các em bây giờ đang học trung học và đang học đại học thì thật sự ra nó có vẻ khó khăn. Tự vì các anh chị huynh trưởng và các đoàn viên đã từng sinh hoạt rồi đó, để mà họ đi sinh hoạt mỗi ngày Chủ nhật thật sự rất khó. Rất khó khăn. Yeah. Cho nên đó là tụi em muốn tạo cái forum này, tạo cái chương trình Alumni Mentorship này để làm sao nối kết, tạo một mạng lưới, làm sao cho tất cả các anh chị huynh trưởng đã đi trước đó, họ có cơ hội để họ liên lạc và hỗ trợ các em đoàn sinh đi sau. Và cũng tạo một cái network này cho các em đoàn sinh và các huynh trưởng trẻ có cơ hội để mà học hỏi được ở tất cả những anh chị đi trước. Thì đó là chương trình mà tụi em đã vạch ra và đã được approve bởi cấp trên. Và thì chương trình này em gọi nôm na là Alumni and Mentorship Program. Bên trong đó nó có nhiều chi tiết khác và sẽ được tổ chức vào ngày mùng 9 tháng 12 tại Dell High Center ở Santa Ana. Địa chỉ là 505 East Central Avenue, Santa Ana, California 92707. Yeah. Và chương trình này là dành cho các anh chị em huynh trưởng cũng như là đoàn sinh gia đình Phật tử, phải không anh? Dạ, chương trình này năm đầu tiên thì dành cho tất cả huynh trưởng và đoàn sinh cũng như huynh trưởng, cựu huynh trưởng và đoàn sinh tại miền Nam Cali. Tuy nhiên, nếu như có một số các em tại Virginia cũng đã có liên lạc với em và wow, apply scholarship. Tại vì chương trình này có 10 cái scholarship đã được fully funded. $500 mỗi cái scholarship. Wow. Và các em tại các nơi cũng đã có gửi đến và tụi em cũng sẽ review, không từ chối. Và ngoài ra các phụ huynh đoàn sinh cũng như Phật tử và chư tôn đức cũng được tụi em mời. Thì nếu như mà quý vị có theo dõi chương trình này và ngày hôm đó nếu có thể nhín chút thời gian tham dự thì tất cả mọi người sẽ đều được hoan nghênh nhiệt liệt. Yeah. Vâng, thưa quý vị, vào ngày Chủ nhật sắp tới 9 tháng 12 năm 2018 tại Delhi Center tại Santa Ana, chúng tôi có cái địa chỉ trên màn ảnh, đó là 505 East Central Avenue. Và mọi chi tiết nếu mà quý vị theo dõi chương trình mà muốn tham gia thì có thể gọi cho anh được không anh? Dạ được. Dạ thì điện thoại em đã có ở đây ở trên flyer là 619-488-7279. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể liên lạc qua email, em nghĩ là mình cũng sẽ có trên màn ảnh. Dạ, body.m.foundation@gmail.com. Và bên cạnh đó cũng có một cái website để register. Thì em có set up cái website đó. Bây giờ thì cái số lượng mà register ở cái website và ở bên Facebook luôn là đã gần được 200. Wow. Dạ, thì đó mình là... Mình còn chỗ không anh? Dạ, còn chỗ. Tự vì Dell High Center là họ có thể house được 500 người. Thì hôm trước em đã có đến cái Dell High Center và cũng sẽ có 8 người vendor tại của nhiều cái lĩnh vực khác nhau, họ cũng sẽ đến để họ set up booth. Ngoài 8 cái lĩnh vực nào, ngoài 8 cái vendor đó thì còn 5 cái categories là 5 lĩnh vực chuyên môn mà ví dụ giống như một trong những lĩnh vực đó là education. Tất cả những professor tại trường đại học, những teacher của middle school, high school, những anh chị em nào mà đã bây giờ đang là giáo sư, họ sẽ có mặt, là một category. Rồi category thứ nhì là technology, tất cả những gì liên quan đến technology, IT, information system, engineering, science đều nó nằm ở trong lĩnh vực đó. Thì tụi em chia ra làm 5 lĩnh vực, thì những anh chị em ở trong 5 lĩnh vực đó, nói chung là trong tất cả các ngành nghề mà mình suy nghĩ đến thì nó đều nằm trong 5 lĩnh vực này. Và các anh chị em huynh trưởng đã thành công sẽ đứng ở trong cái khu vực đó để trả lời tất cả những câu hỏi mà các em trẻ và phụ huynh
muốn trả lời. Chúng ta cũng sẽ có những cái giây phút sinh hoạt chung với nhau phải không anh? Dạ đúng chị. Thì chương trình bắt đầu từ 4 giờ chiều, từ 4 giờ cho đến 5 giờ 30 sẽ là phần giới thiệu về chương trình cũng như vinh danh một số các anh chị em huynh trưởng đoàn sinh đã thành công. Sau đó sẽ là 45 phút thời gian giải lao cũng như cho cái thời gian sinh hoạt và tìm hiểu với nhau. Thì còn 1 tiếng 30 phút, 1 tiếng 45 phút còn lại thì sẽ là cái thời gian mà tụi em trao giải thưởng, 10 giải thưởng đó. Wow. Yeah. Vâng thưa quý vị, một lần nữa chương trình dành cho các anh chị em huynh trưởng, đoàn sinh gia đình Phật tử. Tuy nhiên, ban tổ chức cho biết là sẽ mở rộng ra cho tất cả những thân hữu Phật tử cũng có thể đến tham dự được. Và quý vị ở San Diego mà ngày hôm đó quý vị có thể sắp xếp để đến với các anh em của gia đình Phật tử thì đây là một cái điều mà chúng ta rất rất là nên. Và Vân Anh hy vọng rằng sau chương trình này thì gia đình Phật tử, các đơn vị gia đình Phật tử tại San Diego của chúng ta sắp tới sẽ có những cái sinh hoạt khởi sắc hơn, và chúng ta sẽ có một làn gió mới đến với cái sinh hoạt của các đơn vị gia đình Phật tử. Dạ cảm ơn chị. Thì cái năm đầu tiên tụi em không có dám coi như là làm quá, cho nên là chỉ gói gọn ở trong những sinh hoạt của gia đình Phật tử và những Phật tử mà thôi. Tuy nhiên ở trong tương lai, năm bắt đầu năm tới, em rất hy vọng rằng chương trình này sẽ mở rộng hơn. Body Foundation, tức là cái cơ quan mà để mà host cái chương trình này, thì em là director và có một số các thành viên khác. Thì cái chương trình này tụi em hy vọng rằng không chỉ limit ở trong cái tôn giáo đúng. Phật giáo mà thôi, hay là trong gia đình Phật tử mà thôi, chúng ta sẽ mở rộng ra hơn và sẽ mở rộng ra hơn đối với lại tất cả những sắc tộc khác. Từ vì em nhớ từ lúc mà em học high school đó mà được 300 đồng tiền scholarship, tuy rằng thời gian cũng khá lâu trước rồi nhưng mà lúc đó cũng là một số tiền đáng kể. Thì bây giờ chỉ bắt đầu năm đầu tiên mà tụi em có thể cho được 10 cái giải, 500 đồng mỗi giải. Thì em tin rằng những năm sau nó sẽ còn tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà cũng chỉ hy vọng rằng là các em thấy được cái quyền lợi của mình và mình nên phải tranh đấu để mà làm sao có thể nối tiếp được cái bước đường mà những anh chị đi trước họ đã khó khăn họ vạch ra rồi. Có rất là nhiều người đã là company owner. Đúng. Thì rất hy vọng là các em cũng như quý phụ huynh và quý Phật tử tham dự đông đủ. Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Quý vị vừa theo dõi chương trình Bạn Có Biết ngày hôm nay với sự chia sẻ của anh huynh trưởng Tâm Định Nguyễn Xuân Hiệp, một khuôn mặt trẻ và có rất là nhiều tâm huyết cũng như là nhiệt tình trong những sinh hoạt cộng đồng tại San Diego của chúng ta cũng như là khắp nơi. Và một lần nữa quý vị nào có dịp đến với Orange County và quý vị tại San Diego của chúng ta muốn đến tham dự chương trình lần đầu tiên được tổ chức rất đặc biệt. Tuy rằng lần đầu tiên nhưng mà Vân Anh thấy là quá công phu, mở rộng, chào đón tất cả mọi người. Chúng ta không có phải mua vé, không có phải có cứ một cái điều kiện gì hết. Vân Anh tham dự được không anh? Không phải là đoàn sinh mà cũng không có phải là viên trưởng. Vân Anh mong là sẽ gặp một số đông chúng ta tại San Diego đến với chương trình để hỗ trợ tinh thần cho ban tổ chức, để cho các anh chị tiếp tục có bầu nhiệt huyết, tiếp tục có gọi là gì anh, có phương tiện để mà tổ chức những chương trình kỳ sau lớn hơn, phong phú hơn và chào đón tất cả mọi người đến với chúng ta. Anh có nói gì trước khi chúng ta chia tay? Chỉ là một điều cuối cùng đó là thì nhiều khi chúng ta làm những cái chương trình mà bất vụ lợi như vậy đó, thì đương nhiên là nó rất là khó khăn. Hiệp cũng chỉ mong rằng tất cả chúng ta sinh ra trên đời này đều có một cái lý do hết, và mỗi chúng ta đều có một lý do khác nhau. Thì có thể rằng với một số họ trở thành kỹ sư, bác sĩ, một số trở thành những nhà lãnh đạo, một số chỉ muốn thay đổi những cái gì mà chúng ta thấy trước mặt mình thôi. Cái tâm tư của Hiệp cũng giống như các anh chị em huynh trưởng gia đình Phật tử, không ngoài chỉ muốn làm một con gạch, viên gạch lót đường cho các em thế hệ đi sau mà thôi. Chỉ hy vọng rằng tất cả các em cũng giống như quý phụ huynh, chúng ta thấy được những cái tâm tư này và cứ đến để coi anh em của chúng em làm như thế nào. Và để nếu được thì hỗ trợ tinh thần của tụi em. Tự vì cái điều đó là cái điều mà tụi em chỉ mong muốn mà thôi. Thì rất cảm ơn chị và ban giám đốc đã cho em có thời gian để đến cái đài hôm nay. Và kính chúc chị cũng giống như quý khán giả một mùa Giáng sinh thật vui vẻ và một năm mới thật an khang thịnh vượng. Vâng thưa quý vị, một lần nữa cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào Chủ nhật sắp tới 9 tháng 12.
trong cái chương trình rất là đặc biệt mà chúng tôi có cái poster trên màn ảnh. Một lần nữa cảm ơn anh Huynh trưởng Tâm Định Nguyễn Xuân Hiệp cũng như là ban tổ chức của chương trình đã tổ chức một chương trình rất là công phu. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin thân ái chào tạm biệt.